Bạn có muốn sở hữu xe tải cũ chất lượng ngay ngày hôm nay? Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Ngọc Hàn, chuyên viên tư vấn kỹ thuật bên Đạt Xe Tải. Hôm nay em sẽ review chi tiết cho các bác về chiếc Kia Bongo 3 đời 2006 và giá bên Đạt Xe Tải hiện tại đang là 165 triệu. Một chiếc xe màu xanh dương, nhìn trông khá là tươi tắn và đẹp đẽ. Và cái chiều dài thùng là 3m4 thì rất là thích hợp để chúng ta có thể chở các mặt hàng như là trâu bò, lợn gà, các hàng nông sản. Với thiết kế chạy bằng nhíp trước và nhíp sau, vì thế sẽ giúp cho chúng ta cõng hàng nó khỏe khoắn hơn. Và trên mọi cung đường đèo dốc đi sẽ an toàn hơn. Và được trang bị lốp mới gần như là cả dàn. Thế nên là một chiếc xe đầy đủ đồ thì về các bác chỉ việc thay dầu máy, thay nước và để sử dụng xay ra thóc, ra lúa để phục vụ nhu cầu cuộc sống của bản thân mình thôi. Một chiếc xe biển Thái Nguyên. Nếu mà bác nào đang yêu mến dòng Kia Bongo nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc này thì hãy alo ngay cho chúng em theo số điện thoại trên màn hình. Và không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết chiếc xe này nào. Thì để một góc máy như thế này thì chúng ta có thể thấy độ vuông vắn của chiếc xe giữa bên trái và bên phải. Đấy, nhìn trông rất là hầm hố nhá. Nước sơn zin khá là nhiều, rất là mảnh. Đèn xe thì cũng rất là sáng và trong. Chiếc xe này thì cũng đã được bắn tỉa lại rồi, thế nên là các bác cũng an tâm về phần thân vỏ. Cam kết là xe không đâm va và không ngập nước các bác nhé. Nếu mà xe đâm va, tất cả những phần như cột này nó sẽ bị xô lệch đi. Đấy. Kính vẫn kính zin theo xe đời 2006. Đối với dòng Bongo này, mã kính thì nằm ở bên phụ bác nhá. Kính lái, nếu mà kính lái mà nằm, mã kính nằm ở bên phải thì bên lái thì kính đã bị thay rồi. Đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong thì cũng đã được trang bị điều hòa và màn hình rồi. Đây, được thiết kế cả trần gôn nữa này. Chúng ta có thể đựng các đồ giấy tờ trên hốc trần này. Khoang cabin nhìn rất là rộng rãi. Những phần đồi mồi giả vân gỗ này rất còn sáng, rất là bóng. Phần tắp lô rất là sạch sẽ. Phần tắp bi này, phần tắp bi cửa rất là sạch và sáng nhé. Phần đồi mồi giả vân gỗ này nhìn rất là bóng này. Cột kéo keo chỉ này nguyên zin, rất là mảnh, không một chút gợn bả ma tít nào. Các bác có thể sờ và cảm nhận độ đẹp của chiếc xe. Đây, phần bậc lên xuống này, tuy là đời 2006 qua 14 năm sử dụng rồi nhưng mà vẫn giữ được như thế này, rất là tuyệt vời. Cả phần cua lốp này không mục mọt. Cả những phần này chúng ta đều có thể chấp nhận được. Đối với một chiếc xe qua rất là nhiều năm tháng sử dụng rồi, lốp thì được tầm độ khoảng độ 80%. Đây là phần thành thùng này, diềm thành thùng cũng rất là mảnh. Các bác có thể sờ diềm thành thùng cũng rất là mảnh. Sàn sóng thì không một chút trũng võng này, vẫn giữ nguyên sàn tây. Sắt di thì không hà rồ, không dập vỡ, không hàn ghép nối chắp vá. Nên là một chiếc xe mà đã đầy đủ đồ và đẹp như thế này, chúng ta không cần phải suy nghĩ gì cả, về chỉ việc chăm chút cho em nó thôi. Đấy, lốp thì sau còn được khoảng độ 85%, 90%, rất là ok.
chúng ta cùng đi xem đến phần thành thùng, cùng đi xem phần thùng em nó đã được lót sàn hay chưa. Đây là phần thùng em nó, thùng thì đã được lót sàn rồi nhá, sàn tôn một miếng. Đấy. Bạt thì chắc là trong ngày hôm nay thì em sẽ lên bạt mới cho em nó. Nên là bác nào mà sở hữu em này thì tất cả đều là đồ cũng còn rất là mới nhá, biển Thái Nguyên luôn. Và địa chỉ nhà em là ở số nhà 77 phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đấy. Và bác nào quan tâm thì hãy alo ngay từ số điện thoại bên em trên màn hình. Và em xin báo giá lại cho các bác là đây là chiếc Kia Bongo đời 2006. Và giá hiện tại bên em là 165 triệu. Và em có lập thêm một kênh TikTok nữa, thì bác nào có thể tải ứng dụng TikTok về điện thoại và truy xuất tìm đặt xe tải thì sẽ ra em. Trên đấy em làm những video từ 30 giây cho đến 1 phút, chia sẻ những kinh nghiệm và cách xem xe để giúp các bác chọn được chiếc xe ưng ý nhất. Và các bác đừng quên ủng hộ kênh Đặt Xe Tải trên YouTube và nhấn cho em một nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận những thông báo khi em ra video sớm nhất trong ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của Đặt Xe Tải vào ngày mai.